Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy trên khắp các tỉnh thành, khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo sợ trước hiểm họa này. Mới đây nhất, một căn nhà 3 tầng tại huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy giữa đêm, khiến nhiều người dân sinh sống tại căn nhà liền kề hốt hoảng bỏ chạy, cả một khu phố náo động trong đêm tối. Hello, xin chào các bạn. Dạo gần đây có rất nhiều các vụ hỏa hoạn đáng tiếc xảy ra và nguyên nhân mình thấy chủ yếu là do chúng ta đã phát hiện đám cháy quá muộn khi đám cháy lan rộng và không kiểm soát được. Vậy nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thiết bị phòng cháy chữa cháy thông minh rất là tiện ích. Đó là thiết bị báo khói Wi-Fi với nhiều tính năng thông minh, có thiết kế nhỏ gọn và lắp đặt rất dễ dàng. Thiết bị này lắp đặt rất là đa năng, các bạn có thể lắp đặt ở các hộ chung cư mini, nhà xưởng, nhà máy, công ty cũng như là các hộ gia đình đều được hết. Và video này mình sẽ review và hướng dẫn chi tiết cho bạn 4 tính năng rất là hay của em máy báo khói thông minh này để các bạn nên biết nhé. Và đầu tiên chúng ta phải nói đến tính năng chính của em, nó chính là tính năng cảm biến khói. Tính năng này giúp phát hiện sự hiện diện của khói trong không khí. Khi khói xuất hiện, cảm biến sẽ phát hiện các hạt bụi trong khói. Nó sẽ kích hoạt cảnh báo để bạn biết được về nguy cơ cháy nổ. Phạm vi hiệu quả tốt nhất của thiết bị này khoảng 20m2 thì các bạn nên lắp gần những ở nơi có nguy cơ chập cháy cao như là nhà bếp hoặc là nơi có nhiều ổ cắm điện. Mức âm thanh phát ra của thiết bị là 80dB/m, khá là lớn. Bạn có thể nghe được âm thanh báo khói này ở mọi vị trí trong ngôi nhà bạn. Nhưng nhiều bạn lại có ý kiến là với nhiều phòng đã được trang bị cách âm hoặc là lúc đó bạn đi ra ngoài không có mặt ở nhà thì sao? Thì sao thể nghe được âm thanh báo động của thiết bị báo khói này? Tính năng thứ hai của em này thì lại giải quyết được hoàn toàn vấn đề đó. Và đây cũng là một trong những tính năng rất là hay của thiết bị báo khói này là hỗ trợ kết nối Wi-Fi. Nên thiết bị sẽ phát cảnh báo từ xa vào điện thoại của bạn qua app Duya và Smart Life. Rất là thông dụng cho dù bạn ở bất kỳ nơi đâu. Điều này giúp bạn luôn luôn biết được tình trạng ngôi nhà của mình ngay cả khi bạn không ở nhà. Tính này mình thấy rất là hữu ích trên em báo khói Wi-Fi này bởi ai cũng có công việc riêng, không phải lúc nào cũng có mặt ở nhà, và áp dụng rất là tốt cho những công ty, nhà máy, nhà xưởng bởi những lúc giờ tăng làm thì thiết bị này sẽ có nhiệm vụ phát hiện và thông báo vào điện thoại cho chúng ta ngay lập tức. Tính này giúp bạn nhận được ngay thông báo về điện thoại ngay khi thiết bị phát hiện sự cố cháy nổ. Chỉ cần điện thoại của bạn có kết nối 3G hay Wi-Fi là được. Điều này giúp các bạn phát hiện ra sự cố một cách nhanh nhất để có thể xử lý một cách kịp thời. Đến với tính năng thứ 3 rất là thông minh của em thiết bị báo khói Wi-Fi này là các bạn có thể tích hợp với những các thiết bị điện thông minh để có thể tạo ra những cái tác vụ kịch bản để có thể chữa cháy, phòng cháy một cách an toàn và nhanh gọn nhất. Như đối với các nhà máy, nhà xưởng, công ty hay các tòa nhà chung cư mini v.v. thì bạn có thể kết hợp với các thiết bị khác nữa. Ví dụ như khi cảm biến phát hiện khói, bạn tạo tác vụ sẽ tự động kích hoạt các thiết bị như bật chuông báo cháy hay mở hệ thống phun nước cứu hỏa v.v. Với các hộ gia đình thì các bạn có thể liên kết, khi cảm biến báo khói kích hoạt sẽ tự động bật đèn điện hay tự động mở cửa cuốn v.v. Các nhiệm vụ này bạn hoàn toàn có thể cài đặt sao cho phù hợp với hệ thống thiết bị điện của từng gia đình. Các kịch bản thông minh này bạn chỉ cần cài đặt một lần ban đầu là nó hoạt động hoàn toàn tự động. Điều này giúp ngăn ngừa nhanh nhất, kịp thời nhất khi sự cố xảy ra, và đôi khi sự cố xảy ra một cách bất ngờ thì bạn không biết phải làm gì thì các tác vụ thông minh này nó sẽ làm được điều đó thay bạn. Tính năng thứ 4 là tính năng thông minh hỗ trợ bạn theo dõi và quản lý thiết bị của bạn mọi lúc mọi nơi và nhờ kết nối Wi-Fi qua app nên bạn hoàn toàn biết được thông tin và trạng thái hiện tại của thiết bị. Tính này chỉ có trên những thiết bị và khói Wi-Fi mới có thôi các bạn nhé. Bạn có thể kiểm tra được trạng thái hoạt động hay không hoạt động của thiết bị cũng như là tình trạng pin còn bao nhiêu phần trăm. App sẽ tự động thông báo cho bạn biết nếu khi gặp sự cố hoặc dung lượng pin còn thấp. Điều này giúp các bạn yên tâm hơn khi lúc nào cũng biết là thiết bị của mình luôn luôn trong trạng thái đang hoạt động.
Đó là bốn tính năng rất là hữu ích trên em báo khói thông minh Wi-Fi này mà các bạn nên biết. Và trách nhiệm phòng cháy chữa cháy là của mỗi chúng ta. Các cụ ngày xưa cũng đã có câu rồi là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Nên mọi nhà, mọi gia đình đều nên có những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy riêng. Không chỉ là thiết bị báo khói Wi-Fi này mà cần có thêm các dụng cụ phòng cháy chữa cháy khác như bình xịt cứu hỏa, mặt nạ phòng khói hay thang dây thoát hiểm v.v. để đề phòng sự cố xảy ra. Đó là sự đảm bảo an toàn tối đa cho người thân cũng như là tài sản trong gia đình bạn. Và cẩn thận hơn sẽ không thừa đâu các bạn nhé. Video này mình sẽ kết thúc tại đây. Và bạn nào quan tâm đến sản phẩm em báo khói thông minh Wi-Fi này thì mình có để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giây phút này. Và đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh cũng như là sự ủng hộ công sức của tụi mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!